Cái gì vậy? Khoan, mới nghe đâu mong manh là mua vé số, chơi vé số gì phải không? Nhà mình ai? Con hả? Dạ. Là sao con? À, mẹ biết không, cái này á, thật ra là con đang làm việc tốt á, con đang làm từ thiện. Từ thiện là sao? Tốt cái gì, mua vé số quá trời mà tốt sao? Khoan, để cho con nó nói cái vụ từ thiện này tụi nghe quen lắm nè. Một mình em con với ba con là mẹ muốn toát mồ hôi lạnh rồi đó. Giờ tới con nữa thì sao? Dạ không, con phe mẹ. Con đồ ăn sáng vậy? Được rồi, xong liền đây. Làm gì mà hành tùm lum vậy? Hành là trọng tâm của vấn đề đó con. Con hiểu chưa? Trọng tâm. Ừ. À, nếu mà con muốn hiểu chứ trọng tâm của vấn đề nằm ở đâu á thì con đi gặp ba con hỏi ha. Còn bây giờ thì trước mắt á con chờ mẹ chút xíu, mẹ làm đồ ăn sáng cho con được không? Dạ ngồi được, đi chờ được không? Dạ được, nhưng mà lúc mà con tới đây á, con muốn có một cái trọng tâm mà con muốn gửi tới mẹ là nếu mà trong nhà mình á có một người không nghe lời mẹ thì như thế nào mà? Người không nghe lời mẹ hả? Chỉ có thể là ba con thôi. Vợ ơi mình mãi nắm tay chồng hai vợ ăn một gia đình mãi.